University at CG, Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay trong video này thì mình sẽ trả lời một câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn, đó là trong quá trình vẽ thì đôi khi chúng ta bắt đầu thao tác làm việc đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái sự xuất hiện của cái phần trục ở đây nó cứ long quăng ở đâu đó ở trên cái màn hình làm việc này, thì khi các bạn vẽ đúng không ạ, thì đôi khi nó sẽ chắn cái tầm nhìn của chúng ta. Đấy, các bạn vẽ ở đây, vẽ ra những hình như này thì đôi khi nó sẽ chắn một phần cái đối tượng của chúng ta, thì nó sẽ gây một phần nào nó khó khăn và cảm giác nó khó nhìn đúng không ạ. Và chúng ta mong muốn là làm sao để có thể là ghim được cái trục này ở vị trí góc màn hình ở đây. Thì nhiều bạn đặt ra câu hỏi là anh ấy làm như thế nào. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cho bạn có thể là bằng 1 đến 2 cái câu lệnh mình hay dùng để mình có thể ghim được cái ông này vào, đưa về cái vị trí góc này nhé. Thực ra thì bản chất của nó là không phải là cố định vào đây, mà chúng ta đang bỏ cố định nó. Bởi vì bạn hiểu đơn giản là cái trục đã bị cố định ở đây một điểm, dù ta đi ra xa hay là đi phóng lớn lên ấy, thì bản chất nó vẫn nằm ở một chỗ, tức là nó bị cố định ở đây. Còn khi ta bỏ cố định ra thì nó sẽ nằm ở vị trí góc này nhé. Đó, thì còn ở đây thì mình sẽ gọi tắt nó là gì, là đưa cái vị trí trục ở loanh quanh ở đâu đó trong cái môi, trong cái giao diện làm việc này, đưa nó về vị trí góc ở đây cho nó nằm im ở đấy. Thì chúng ta làm cách nào, thì ngay sau đây mình sẽ dẫn một cái lệnh này dành cho bạn. Lệnh đầu tiên mình hay sử dụng là lệnh UC nha, UC, và lệnh đầy đủ của nó là UC men, được chưa? Đấy, các bạn ấn phím space này. Tại đây các bạn sẽ tìm đến cái tab và tab setting, và tìm đến cái kiểm nó là display at UCS origin point. Các bạn bỏ tích nha. Đấy, thì ngay lập tức thì nó đã được đưa vị trí dưới cái góc màn hình ở dưới này. Thì bây giờ các bạn làm việc cảm thấy nó rất là thoải mái, và rất là thoáng, và không bị che bất kỳ một cái phần nào của đối tượng nữa, được chưa? Thế đây là một cái lệnh đầu tiên mình hay dùng. Ngoài ra cái lệnh thứ hai mình hay dùng là lệnh UCS icon nhỉ. UCS là cái phần tên của trục nhá, icon là cái biểu tượng. Thì mình có thể bấm phím space này. Thì nó có các lựa chọn như sau, ví dụ như on là gì? On là hiện cái trục này trên cái giao diện của màn hình của chúng ta luôn luôn bật ở đây. Off là gì? Off và tắt, đây mình chọn off cho bạn này. Đó, nó bị ẩn đi được chưa? Nhưng trong quá trình làm việc thì để chúng ta biết là chúng ta đang làm việc ở đúng cái môi trường 2D hay không, và cái phương chiều của nó đã đúng x và y thuận theo chiều mặc định hay chưa, thì các bạn nên bật nó ra. Các bạn ấn phím space để nhắc lại lệnh và nên bật. Tiếp tục các tính năng tiếp theo, no origin này, được chưa? No origin ý nghĩa là gì? Ở đây bạn có thể bấm phím N để chọn nhanh vào từ no origin. No origin, no origin tức là không cố định trục, tức là các bạn sẽ đồng nghĩa việc các bạn đưa cái trục ấy, nó nằm ở vị trí góc đây. Origin là gì? Origin là chúng ta sẽ cố định trục, tức là chúng ta sẽ để cái trục nó bị cố định một điểm này, tọa độ cũng không này, nó cố định ở đây, thì bạn zoom xa ra gần thì vẫn nằm im tại một cái điểm này. Đấy, thì nó sẽ chắn được cái môi trường làm việc của chúng ta, được chưa? Bạn thấy nó cố định im một điểm không ạ? Bạn có thể pan cái di chuyển cái môi trường làm việc này. Ok, tiếp theo đến này, thì thông thường các bạn có thể là sử dụng cái lệnh này nhé, và chọn là no origin thì nó cũng nằm vị trí ở giữa cái góc màn hình ở đây. Đấy, các bạn thấy rất là hay đúng không ạ? Ở đây mình sẽ tắt cái này đi. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là cái phần select table. Đấy, các bạn có thể chọn yes select table, chọn no. Ở đây các bạn có mục là property, đây mục này là mục hiệu chỉnh. Ví dụ trục 2D này, nó sẽ dạng này 3D, đây 3D, nhưng mà cái trục Z nó đang bị sao? Nó đã bị tiêu biến đi rồi. Chiều dài trục các bạn có thể cho nó dài đi. Hoặc là gì? P này. Các bạn cho nó nhỏ lại. Nhỏ này nhỏ quá đúng không ạ? Nhỏ quá thì chúng ta cũng rất là khó có thể định vị được. Các bạn để tầm khoảng trung bình 50. Tiếp theo là gì? UCS icon color, tức là về cái màu sắc. Có hai màu sắc, thứ nhất là màu sắc bên môi trường là model space này, và màu sắc bên môi trường layout nhỉ. Bên các bạn có thể để màu sắc ở đây là bao nhiêu, màu vàng kích cỡ là 50 để nhỉ. Ok, thì nó sẽ chuyển sang màu vàng. Đây là một số những cái tính năng nghịch vui nhỉ? Nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình làm việc của chúng ta.
Và đây các bạn có thể để một cái màu bất kỳ mà các bạn mong muốn, màu thường này đi. Ok, mình có thể tạm giữ cái màu này, môi trường layout được chưa? Đấy, mặc định môi trường layout là gì? Chụp của ta là màu xanh này đúng không? Các bạn phải làm gì? UCS này, icon này, các bạn chọn là P là property này. Tiếp đến bạn có thể đổi màu khác, màu vàng đi, nó tự động chuyển đổi cho chúng ta. Thế là một số cái tính năng hiệu chỉnh về cái phần chụp tọa độ ở trong phần mềm AutoCAD. Các bạn có thể lựa chọn như vậy, đưa về mặc định các bạn để màu xanh hoặc là cái màu mặc định của nó. Ok, rất là đơn giản như vậy. Thì trong quá trình làm việc thì mình cũng lời khuyên các bạn là nên ghim lại cái trục ở vị trí góc màn hình này, anh nhỉ, bằng lệnh là nhanh là UC. Các bạn bỏ vào task setting và bỏ cái kiểm này đi. Bỏ kiểm này đi thì chúng ta sẽ đưa được cái trục về phía góc màn hình này. Đó, đó là tất tổng quan những cái gì mà những cái kinh nghiệm của mình về cái phần điều chỉnh cái kiểu trục ở trong phần mềm AutoCAD. Cái trục này, cái trục tọa độ trục trong AutoCAD. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Xin chào.